Chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tây Mơ Miền. Thì cô chú anh chị ơi, thì Tây Mơ Miền cũng biết được cái thông tin cực kỳ nóng và chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem nghe được cái hiện tại là mẹ con cô cháu gái đang có âm mưu như thế nào, và người hàng xóm của nhà ga cũng chia sẻ gọi cho Tây Mơ Miền là hiện tại là ngày hôm qua cách đây 2 bữa mẹ con nhà ga đó cô chú anh chị cũng nhờ người có quyền lực ở Phú Nhuận này kêu qua gặp Hồng Loan để nói Hồng Loan là không ép buộc với chị sao kê. Bởi vì sao cô chú chị, mẹ con cô cháu gái này rất sợ chị sao kê, đã có một người sống sau đó là sẽ gọi điện thoại cho Tin Miền mà báo có tin như thế này, tin tin chấn động của chú chị, tin 100% luôn. Thì cô chú chị tiếp tục sẽ nghe cái đoạn ghi âm này của Tin Miền cả nhà. Alo chị ơi, có bức xúc gì? Dạ dạ chị cho em hỏi mấy con nào chị? Dạ 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 mẹ con rất sợ chị. Dạ. Cả sớm thành biến cũng gọi kêu công an đồ giùm để giải quyết luôn, đang ta bức xúc con bất dạy. Dạ dạ nó còn hơi không có nổi nữa. Ừ, rồi chị thông tin là nghe là chị và hiện tại là mẹ con già da đó là đừng nghĩ ta nấu Hồng Loan là ví dụ ok đừng đừng ép bởi sao kê nữa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, là ấy mà người ta không có mặt lòng tại vì chuyện đó không phải chuyện gia đình của người ta. Dạ. Mà người ta cũng nói rồi, người ta nói rồi là Loan cũng không có dễ ngay, cũng không có dễ nói được đâu, tại vì Loan mà một khi nó đã quyết định rồi nó không có từ nó, nói chung là nó không có bỏ qua đâu. Bây giờ nó hại Hồng Loan giải, bây giờ làm sao bỏ qua được phải không cô? Đúng rồi, không có thể nào bỏ qua được hết. Theo cảm nhận theo mà, tại vì theo cái trình tự là khi làm pháp lý muôn Loan xong rồi thì nó mới phải tới cái sao kê thế này thế kia. Còn nhiều người không biết bức xúc và nói với Hồng Loan này nọ đi thì nọ là không có đâu, không ai kéo, không ai muốn kéo dài đâu. Do trên tòa án hết á, không có ai muốn kéo dài được đâu. Có muốn cũng không được nữa. Thì trong thời gian sắp tới thì chị có nghe có thông tin là mẹ con rất là lo sợ vì cái gì sau kia, nhưng ngược lại chị Hồng Loan với chị Ni là cũng không có chấp nhận cái chuyện mà mẹ bỏ cái nghĩa là hòa giải, cho nên là không có đâu, không có đâu. Mẹ con nó còn ham còn nói là để qua cái chuyện với Hồng Loan này nọ thế này kia, mà đâu có ai đâu có dám qua đâu, sao dám qua được. Còn một cái thông tin nữa là nói chung là ba nghe nói là ba Thiên người nói chung là cũng có người hàng xóm này kia đó để kiếm chuyện Hồng Loan, có chống phá cái chuyện buôn bán của chị Hồng Loan phải không chị? Nó phá đâu lắm rồi, nó phá nhiều lần lắm rồi mà đâu có được đâu. Ủa không có đài kia ha. Nếu theo cũng cảm nhận như chị, nếu như chị tắm một cover như chị Hồng Loan, chị làm thế nào vậy? Chị có muốn chia sẻ cho em? Không, nếu mà chị với Hồng Loan là chị sẽ làm ra thẳng hết luôn, sự thật vẫn là sự thật. Không có mà nhân nhượng nữa, tại vì quá khứ rồi. Có bức xúc không chị? Ừ đúng rồi, quá sức rồi.
À, trong thấy khi từ đầu lặn thấy từ đầu lặn lo có bao giờ nó xúc phạm ai đâu, toàn bộ là xúc phạm cái danh dự từ kể cả cái con người người ta mà đòi quỷ khai sanh thế này thế kia là tàn nhẫn lắm rồi, con của người ta nuôi mấy chục năm trời mà đi 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 làm như vậy ai đâu mà chịu, cha anh ta chết rồi cho muốn lộng hành lộng quyền. Còn nói chung là chắc có lẽ là cái tiền cúng điếu cũng rất nhiều lắm đó chị ha. Nhiều, rất là nhiều. Hiện tại bây giờ là ba cái tài khoản con nghe vợ chồng nó là ba tài khoản đứng gửi tiền trong ngân hàng. Mà nghe chắc có lẽ theo cảm nhận chị, nếu như một người nổi tiếng như chú Lũ Linh này á, là trong đám tang chị, như theo cảm nhận của chị nghe, mà số tiền cúng điếu Theo lấy cảm xưa nhận hàng của chị tỷ. mà tiền tiền cúng điếu theo cảm nhận của chị nha, mà với cái lượng mà hâm mộ cố nghệ sĩ như vậy đó, chị nói thẳng luôn ngang nửa trăm tỷ á, Nửa trăm tỷ là 50 tỷ. Trời, ngang nửa trăm tỷ ngang nửa trăm tỷ. Trời ơi, kinh khủng luôn. Con số rất là kinh kinh khủng khủng lắm, luôn. tiền mà kinh khủng lắm mà để vô là khủng khiếp lắm, xài vô tư vô bao nhiêu từ một năm mấy hai năm nay không làm vô cộng đồng là toàn bộ ra tiền, cái gì cũng ra tiền hết này nọ mà vẫn hay hay. Mà cái lúc mà khi mà chú Năm mất là mẹ con bả là cũng có ý định lường trước cái việc này, và cũng có một cái ý định là để chú Năm mau mất sớm đi để chiếm đặt cái miếng đất và ngôi nhà, phải không chị, phải không cô? Trời ơi, nó đã dự định hết trơn rồi, khi mà ngày mà cố nghệ sĩ vừa luyện xong là nguyên một cái tập đoàn nó ăn mừng. Thì cô có nhìn mấy cái clip hồi lúc đầu mà chị Hồng Loan mới xuất hiện là con của ông Năm á, để thấy cái cảm giác của chị Hồng Loan hồi đó với khi mà con mẹ con ve mà xuống dưới mộ khi làm cái mộ chú Năm co, thì chị Hồng Loan á Nó như theo. cô lập mà tới lúc đó là nó muốn cô lập con Hồng Loan rồi, mà nó đang dồn con Hồng Loan vào con đường cùng mà không đưa Hồng Loan một đồng bạc nào, mà còn mất tiền hết luôn mà. Nó lúc đó là nó đang dồn, trời ơi, hồi lúc nó trong nhà nó ghê gớm lắm, nó còn kêu nó đuổi con Hồng Loan anh đi về bên chồng đi, nhà nó giao lại cho nó này nọ thứ này thứ kia luôn mà. Nó Thế. nhà nó cậu nó cho nó nè, chị nói cho em nghe nè, cái ngày mà ông mất á, vừa liệm xong á, ông thầy phát tang ra, mẹ con nó không cho Học Loan đổi tang đó, đeo tang luôn đó, mà tại Trời vì tự ơi. giới nghệ sĩ người ta biết nhiều quá đó, là bà mới câm họng đó. Trời ơi, trời. Kinh khủng ha. Con ô chim đó, ông của ba người ta mà nó còn không cho vô phủ đó. Tối đó đó, ông tốt nghệ sĩ về nhát đó hả, bắt đầu sợ chạy bỏ dép đó. Nếu cho em hỏi cái này, nếu như một cái con Kim Ho Ho là con ô sinh đó, nó là một người làm cho chú Năm thôi, mà khi chú Năm mất đi là tất cả những tài sản là tiền bạc của cải vàng bạc của chú Năm, huy chương đồ đồng hồ nhẫn nó lấy hết á, nếu theo cảm nhận như cô đó là một người nhà như chú Năm á, cô có tha cho con này không? Tại vì tự Hồng Loan nó hiền. Alo, tại tự Hồng Loan nó hiền. Bây giờ đối với Hồng Loan là không có hiền, mà không phải là một mình con, đừng nghĩ là con ô sin nó lấy ra, con ô sin nó lấy đâu, đừng nghĩ là con. Alo. Đảo của quần đảo Alo. Con là tại điện tử nó muốn con Loan phải theo ý của nó, Alo. để con Loan làm chủ được bản thân nè, nghe con Loan nó làm chủ được bản thân nó không nghe lời nên là trở mặt.
Dạ. Dạ cảm ơn cô rất nhiều, em đã chia sẻ những cái một kênh những lời mà mình muốn nói nghe cô. Chúc cô một ngày vui vẻ, một cái tốt đẹp nghe. Cảm ơn cô, dạ.